Ô vãi cả trưởng, lộn nhạc ông ơi, lộn nhạc, lộn nhạc. Giời ơi. Hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình là trưởng Star. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái trận đấu kinh điển giữa team siêu nhân và team Tây Du Ký. Thì ở đây năm anh em mình sẽ là siêu nhân đánh cả cùng với ông Phong Sâu nhá. Đây The Flash. Đó thì team Tây Du Ký sẽ là ông vãi cả trưởng kìa. Sao này có baby công nghệ kìa. Trời ơi. Làm một cái trận đấu hết hơi bị gặp cái thanh niên trôn này anh em ạ. Đó thì thực tế là boy công nghệ sẽ là Zina nhá, là đường tăng mà ông kia ông trôn quá. Thôi kệ đi. Thì trận này vậy là tem Du Ký là phò tá Nacross rồi. Nacross rồi. Thôi không sao, cứ đánh đi. Trời ơi, làm cái clip hết hơi bị thanh niên trôn. Trời ơi. Đó thì mình sẽ đi mid nha, còn ông Phong đánh siêu nhân à? Đánh Superman. Sẽ đi FB. Rồi, thôi kệ đánh đi. Vãi cả trưởng luôn, tem bên kia phó tá Na. Phó tá cái thằng BD công nghệ kia, phó tá vãi cả trưởng luôn. Rồi, thì mình cứ đánh bình thường thôi anh em ạ. Thì ngày mới mình quên ngày mới cái gì nữa. Thì mình chúc tất cả anh em có một cái buổi chiều vui vẻ nhá. Và nhớ ghé thăm kênh ủng hộ mình nha. Thì mình cũng mới làm clip thôi, cho nên mong anh em ủng hộ. Rồi như vậy là mình sẽ vào đây đá đẩn tí. Mình sẽ không ăn nhưng mà mình đá đẩn tí thôi. Rồi. Ô vãi cả trưởng. Sao siêu nhân trắng lại sang top cái kia. Rồi nhưng mà chú bắt giới. Chú bắt giới là con gợt anh em ạ. Rồi làm sao? Chú bắt giới là gợt anh, còn con ngựa sẽ là cái con Payna, còn Ngộ Không là Ngộ Không. Và Gidu sẽ là Satan và Nacross sẽ là sư phụ. Còn mình sẽ là siêu nhân đỏ nha anh em. Ok, chiến công đầu luôn kìa. Ô phế. Mình chỉ đá qua láo lại tí chiêu thức thôi mà ăn được mạng luôn. Vâng, mạng tiếp theo của Phong Dâu à. Ok, phế. Siêu nhân xanh và siêu nhân đỏ đã mở cái tỷ số của mạng lên là 2-0 cho tem của mình. Như vậy là tem siêu nhân có vẻ là trâu hơn anh em ạ. Thì tem Du Ký nắm phép thần thông thì thôi, chứ làm sao mà trâu chó bằng mấy ông siêu nhân này. Mấy ông DC. Tem DC luôn. Buồn cười vãi các trưởng này. Phó tá ông BD công nghệ làm cái éo gì không biết. Sư phụ thì không muốn. Rồi. Ô, cái đánh nhau kìa, đánh nhau. Đánh nhau. Từ từ, mấy thanh niên từ từ. Ôi không cay hết được mạng nào luôn. Ôi giờ mình có ulti không kịp. Ok. Cay hết luôn. Rồi, hai mạng. Ô, anh em đánh cái con Flash này, anh em đá qua đá lại như gió mà. Đã gọi con này là tốc độ mà anh em. Tốc độ The Flash. Con cú nhỏ nhỏ siêu nhân đỏ. Đó, siêu nhân đen đang biến về rồi. Này thì Nacross này. Sư phụ à. Sư phụ cứ đi nẻ trong rừng. Rồi mình sẽ farm bình thường anh em ạ. Thì chắc chắn là cái tem này sẽ thắng thôi. Chứ chi đã 5-1 rồi. Đánh cái tem siêu nhân, tem DC này thì đủ 5 con luôn. Batman sẽ đi rừng này. Spider-Man sẽ đi FB à. Đi top, đáng nghe con này đi top và mình sẽ đi mid. Joker thì AD rồi. Đó, đủ tem luôn. Mà mấy ông đánh vứ va vẩn. Rồi, ok, siêu Việt. Đấy, thánh lầy MOBA là Phong. Phong Sâu. Vãi cả trưởng luôn. Đây, từ từ anh em ơi. Chả, làm gì mà vội mà vàng vậy. Cứ từ từ, đó, anh em thấy chưa. Con này đánh nó còn ảo diệu hơn Muzat nhiều. Muzat gọi ông này bằng tổ sư cha luôn. Ôi ngon. Ô, con siêu nhân đen trông bẩn bẩn vậy mà ăn nhiều mạng phết nhỉ. Đại bàng tung cánh siêu nhân vàng kìa.
Đấy, siêu nhân vàng là của mình nha. Thì ở cái clip này gọi là clip thử nghiệm thôi, giải trí thôi anh em ạ, chứ không có căng thẳng hay là kịch tính gì cả, căng thẳng hay là thù oán gì cả anh em ạ. Gọi là clip giao lưu thôi, anh em gọi nhau làm clip mà. Đó. Rồi, như vậy là Satan đang một mình cân hai dưới kia, và thanh niên đã bị siêu nhân đen hạ gục. Rồi, hay quá, thánh lầy. Rồi, ulti luôn này. Mất ulti luôn. Sao quả đấy không mất ulti được của Grank nhỉ? Có vãi cả trưởng kìa. Thôi, từ từ thôi anh em ơi. Tem này phải thật bình tĩnh anh em ạ. Hay quá, Phong Dâu. Phong Dâu là siêu nhân xanh nha. Đấy. Bùm này. Như vậy là các chiến binh của Công Lý và đánh nhau với lại năm thầy trò đứng tăng. thật là cái clip hiếm có anh em ạ. Cái tem bên kia thì hơi bị lỗi một tí, anh em thông cảm. Đó là phò tá ông Baby công nghệ, ông BD công nghệ. Dù gì thì ông này cũng đánh gà, cho nên xếp vào sư phụ cũng được. Bởi vì sư phụ có võ công đâu. Ôi thôi, làm sao thuật về cái bóng cũ luôn. Làm sao mà có thể ne được dơ flash được anh em. Làm sao mà có thể ne được cái ông siêu nhân gạo đỏ siêu nhân con cu nhỏ này được. Rồi, bật luôn cái con Peina này đi. Đánh cái con lợn, cái con ngựa này. Ulti luôn này. Ó, hút luôn hai thanh niên vào. Đập luôn trong trụ, không phải sợ. Trời ơi, mấy ông này rát quá. Các anh em siêu nhân của mình rát quá. Được có mỗi mình hổ báo thôi. Đó, trời ơi, không cãi ép được kìa. Vậy là trận này chắc chắn là thắng rồi anh em ạ. Siêu nhân đen này giờ đã cấp 11 rồi. Mình thì mình cứ đi dạo, mình kiếm mạng. Cho nên cấp với cấp 8. Vãi cả trưởng. Đó, thuật về luôn. Rồi tí nữa ăn xích của ông chú. Chú bắt giới béo cao quịch. Chạy thì nặng mông. Đấy, sư phụ. Đó, chạy luôn. Biến về luôn. Đó, anh em thấy chưa? Nó biến về một khoảng cách rất là xa luôn. Nào, băng trụ pha này nhá. Băng trụ này. Không có tem. Thôi. Rồi, sang đây chơi với ông xịp xanh tí nhỉ. Ông Spider-Man. Superman. Ông chạy nhanh, mình chạy chậm, buồn cười quá. Rồi, phải bắt giới, không biết là kéo cái gì. Ôi, có khi đẩy trụ thắng nhanh em ơi. Đánh nhau làm cái gì nữa. Cái trận này nó cân kèo, không cân kèo đâu. Tem BC hơn nha, tem siêu nhân, các anh hùng siêu nhân của chúng ta vẫn mạnh hơn, đó. Mình khẳng định luôn. Về này, ok ulti này. Đâu rồi anh em của tôi đâu? Rồi, ngon quá, cái pha hút rất là ngon. Chạy này. Ôi giời ơi, không chạy được. Bị ăn ngay phát đập của Ngộ Không hay sao ấy. Á đủ luôn, vãi cả trưởng, con ngựa nó ăn được mình. Thật là không thể tin nổi mà. Cay. Cay đắng cuộc đời. Ok, và món tiếp theo mình sẽ lên cái sách thánh. Rồi này, lên luôn. Trận này chôn là chủ yếu farm phẻ gì, cứ lên mà vét mạng thôi. Năm anh hùng. Rồi, như vậy là sụp cúi giời ơi. Vãi cả trưởng na cả rốt kìa. Đúng là sư phụ máu yếu vãi. Đập luôn này. Thôi, nó chạy được rồi. Thôi, ulti luôn này. Rồi, ok. Quả đấy mấy thanh niên tưởng bở đớp được mình ấy. Đớp mình đâu phải là dễ. Rồi. Ok. Biến về luôn này. Đây là đi với ông Superman. Đó, hai anh em mình đi cùng nhau. Ôi, tí nữa bị ăn xích kìa.
Nào, các siêu nhân của ta đâu hết rồi? Siêu nhân trắng thì cứ đứng ở nhà thôi. Đấm luôn này. Về luôn. Đánh rất là ảo diệu. Làm sao mà có thể đuổi được mình được. Đó, như vậy là sư phụ này. Bắt mình, bắt sư phụ này. Bắt sư phụ đi. Thôi không bắt được rồi. Hút luôn này. Rồi biến về. Rất là đơn giản thôi. Trao đổi tí chiêu thức cho đồng đội của mình ăn mạng. Mình chỉ là cái thằng SB thôi. Ghi đu kìa anh em ơi. Ghi đu cứ vậy mà đẩy thôi. Bộc phá rồi. Chưa kịp bấm bộc phá kìa. Đúng rồi, và tem này nó có tốc độ cơ động cho nên thắng là phải. Rồi tem bạn thì có ông chú bắt giới bụng bẹ nặng mông. Cánh làm sao được. Đánh làm sao cái tem gạo ừ mi chập cha này của mình được. Không đánh được đâu. Đó. Rồi như vậy là siêu nhân trắng đang chuẩn bị hấp diêm. Thôi, trời ơi cái ông này. Đang mải rình cái ông siêu nhân trắng xem có chết không. Là mình sấp mặt luôn. Phải cả trưởng luôn. Anh em nên quyết đấu một cái trận, một cái màn đấu kinh điển nữa đi rồi anh em kết thúc game thôi. Đồ hồng sơn. Nào, còn 4 giây nữa. Trận này mình fix kinh phết rồi nhở. Hai mạng, chắc có khi có mỗi tem có mỗi mình fix hai mạng thôi. Rồi, như vậy là Phong Dâu fix hai mạng rồi. Như vậy là cái mơ ước MBB không thành công. Cố đánh đi anh em. Hay quá, sao sóc dốc cơ đẩy trụ. Rồi. Siêu nhân trắng đẩy trụ và đã bị sấm mặt. Ok, biến về. Ôi cái con chim này. Có chịu thật. Thôi tôi chạy. Tôi không đánh nhau nha. Tôi chỉ gọi là trao đổi chiêu thức tí thôi. Thôi xong. Xong rồi. Vâng. May quá, may mà có cái ulti. Thôi tha mình. Trời ơi, năm thì trò đứng tăng hay rộng lượng từ bi đi. Nào cứu. Trời ơi, sư phụ gì đâu mà máu thế. Sư phụ ơi, sư phụ. Trời ơi, cái sư phụ này. Cái ông sư phụ này. Ông đòi làm cái gì. Ok, như vậy là huyền thoại luôn. Cái ông man huyền thoại luôn rồi. 6-0. Trận này cho ông được MVP rồi. Ấy, Ngộ Không này. Anh em để nghĩ Ngộ Không, mình bắt cái thằng này này. Ok ngon. Ulti hút cả hai ông này này. Rồi mình sẽ biến ra. Ôi vãi cả trưởng, cái thằng Ngộ Không. Ôi giời ơi, cái thằng Ngộ Không. Nó đứng đây nó rình mình rồi. Sợ thật đấy. Đứng đây nó rình sẵn không? Siêu nhân đỏ. Trời ơi. Mình cứ ngỡ là nó chạy về rồi. Nó lại đứng đấy nó rình mình. Sợ thật. Không sao. Bắt flash. Quá. Khỉ đột. Đã bắt được. Đã ăn được mạng. Như vậy là thanh niên sư phụ ơi. Sư phụ Nakaroth BD công nghệ kìa. 07. Ôi, giống y hệt trong phim luôn anh em ạ. Không còn gì để nói nữa. Cái kiểu này là sư phụ là lần đầu nhìn thấy siêu nhân đấy mà. Mải ngắm siêu nhân quá xong bắt đầu bị sấp mặt thôi. Cái điều đấy nó là điều rất bình thường luôn. Ngây thơ. Rồi. Từ bình tĩnh em ơi, bình tĩnh mới đánh nhau, làm gì mà căng thế. Ok. Nào. Ôi con chim này. Con chim, trời ơi. Chim ơi là chim bay xa vãi cả trưởng. Thôi, không đánh nhau. Từ. Ok, có Superman không phải sợ. Vào đi anh em ơi. Có Superman với Batman đây rồi, không phải sợ đâu. Nào vào, ok, mình ulti, mình hút luôn cho này. Đó. Hút hai thanh niên vào. Rồi chạy đâu, về luôn. Ông chú bắt giới mà chạy lên đảo. Rồi 6-3 thôi. Cũng được phết. Cũng không phải gọi là fix lắm. À, chạy hết nè. Chạy là chạy thế nào. Như vậy là tem bên kia Bạch Mã đã lên tiếng.
Sợ thật. Ok, đập ghi đu này. Ok. Kéo nào, kết thúc game thôi anh em. Nên đẩy thắng luôn này. Đúng rồi, hay nắm Superman. Rồi, một mạng. Và thanh niên này có chạy được đâu. Ok, quét sạch luôn. Ồ, đỡ bực kim. Ok, biến về này, biến lại này. Ok, đánh luôn, ok. Như vậy là chiến thắng rồi anh em ạ. Cảm ơn anh em xem clip của mình. Nếu thấy hay đừng quên like và chia sẻ, đăng ký kênh nha. Trời ơi, siêu nhân win rồi. Ồ, bye bye nha. Bye bye.